chào các cháu. Bác ơi, đây là DJ, bạn ấy là người Mỹ, là bạn cháu ạ. Cháu, chào bác ạ. Bạn ấy muốn tìm hiểu về bánh gai được làm như thế nào. Em ngồi đây bác dạy. Dạ. Đây là nhân của bánh, thì làm từ đậu xanh và dừa, mất bí, đường kính. Muốn làm nên một tấm bánh gai ngon là phải có đậu xanh. Bắt đầu mình ngâm đậu xong mình thổi thành đỗ. Thế còn phần quả đây thì là bột, gạo lếp, hoa vàng và bột lá gai. Bây giờ bắt đầu chúng ta mặn nhân nhé, mặn nhân để làm bánh. Rồi, ok. Cháu lặn hơi to rồi, cháu lặn nhỏ lại một chút. Nhỏ quá rồi, đi di nặn to ra một chút. Đây các cháu, đây là nhân thành rồi, bây giờ có thành quả này, các cháu lấy quả, bắt đầu lấy quả lên tay này, xong bốc nhân cho vào đây này, xong bao kín nó vào, rồi bao kín vào thì nó không bị hỏng. Through the conversation, we can see that DZ and friends use the structure of adjective with subword đi and lại. Bây giờ sức ăn của DZ giảm đi rồi. DZ muốn gây đi một chút. Cháu lặn hơi to rồi, cháu lặn nhỏ lại một chút. Thus, when we want to indicate the reduced variation of nature and status, which are often in the negative direction of people or things, we use the structure tính từ adjective đi lại. Tính từ adjective đi lại. For example, bà tôi ngày càng yếu đi. Minh ơi, anh thấy em dạo này lười đi nhiều đấy. Từ ngày anh ấy bị ốm nặng, trông anh ấy già đi. Ngày trước cô ấy rất trắng, dạo này cô ấy đen đi nhiều rồi. In those examples, the nature and status yếu, lười, già, đen used by the speaker shows negativity worse than before. However, in some cases, the nature and status mentioned in a decreasing way, but it is positive instead of negative. For example, đường đông quá, anh đi chậm lại, kẻo nguy hiểm. Cái áo này bị dài quá, chị cắt ngắn đi giúp em nhé. To understand and master this structure, let's now do some exercises. We have exercise 1. Fill the words ra, lên, đi, lại in the following sentences. A. Trời nắng lắm, em đội mũ vào không đen. Đấy. B. Cô ấy ngày càng xinh. C. Con viết chữ nhỏ quá, con viết to nhé. D. Cô ấy nói nhanh quá, em không hiểu. Cô nói chậm một chút ạ. And finally, muộn học rồi, đi nhanh. And here are some seconds for you to think of the answers. Have you got all the answer? And here is our. Trời nắng lắm, em đội mũ vào không đen đi đấy. Cô ấy ngày càng xinh ra.
con viết chữ nhỏ quá, con viết to ra nhé. Cô nói nhanh quá, em không hiểu. Cô nói chậm lại một chút ạ. Muộn học rồi, đi nhanh lên. Let's now move on to the second exercise. Make a sentence with nhỏ lại, nhanh lên, gầy đi, khỏe ra. Let's take a few seconds to think. And these are our suggestions. Chiếc quần này rộng bụng quá, em thu nhỏ lại giúp chị nhé. Tôi vội lắm, anh nói nhanh lên ạ. Bà tôi ngày càng gầy đi, ông ấy ngày càng khỏe lên. Thuan leaf cake is a traditional pastry of Vietnam, originating in the northern Delta region. It is a specialty of many regions, but Ninh Giang Hải Dương Thuan leaf cake is the most famous. When visiting Hải Dương, perhaps no one is returning home without buying delicious cakes as gifts for relatives and friends. Đây, bánh nha, bác cháu mình vừa mới làm xong đã ra lò đây. 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 Bánh gọi bình gọi đấy. Đấy, bánh gai đây là bánh gấc. Ồ, số khác nhau, không giống nhau ạ. Ồ. Ồ, ngon quá, ngon quá. Dizzy ngạc nhiên vì ngọt. Dizzy không cảm thấy bánh này sẽ ngọt. Ồ, So let's now review the highlights of our lesson today. We have learned the structure of adjective combined with subwords. Ra, lên, đi, lại. And we have learned more about bánh gai, or literally translated as thorn leaf cake. This is an inexpensive but very delicious food popular in the northern provinces of Vietnam. We hope you enjoy our show today and see you in the next episode of Xin Chào Vietnam.